bạn nha. Này có máy gốc mai chưa bán nè bạn ơi. Bây giờ mình đo cái bằng cho bạn xem. Mình máy phôi nha bạn. Đi quái à. Cứng 51. Lên đây coi. Ngoài chơi bonsai nha bạn. Đếm khá quá các bạn. Thân nó 58 các bạn. Ngay cái eo bự 58, cái nhỏ thì nó 40 mấy. Này. Đế nó cũng đều các bạn. Tài này mới tạo các bạn. Cũng đều. Nó lên khoảng nửa thước các bạn. Cố gắng quay chi tiết cho anh em xem tham khảo. Có gì anh em liên hệ nha bạn. Anh em mua ví dụ mà có giao dịch thành công thì cũng đỡ tiền bứng với tiền chiên chở bạn ơi, cũng dễ lắm. Chủ yếu hợp giá là mình đem về mình chơi luôn rồi. Quạnh đế cũng khá to mà, mình quay cái tàn xong cái mình đem xuống đế cho bạn xem. Tàn này khoảng 3 mét nha bạn. Tàn thiên nhiên. Rồi làm đo cái vành cho bạn xem. Được đo cái thân đó bạn. Đo cái eo trước đi. 56. Ba mươi bảy rồi bạn. Từ mình để lên nhánh 37. Nhánh rất là to lực. Gốc này đế không quá các bạn. Anh em tham khảo rồi có gì liên hệ các bạn, có số phòng để trên màn hình đó. Mình mới đổi thân cho các bạn xem đó bạn. Giờ mình quay lại bộ đế cho bạn tham khảo với mình. Đế cũng khá đều các bạn. Thân này mình đo nãy chỗ cái eo là 57 nha bạn. Rồi vành đế là 90. Nói chung là có thể mình đo nãy chỗ cũng chính xác không bạn, có thể hơn đó. Em đo cho anh em rộng, anh em tới ví dụ có tới mua thì mình đo lại cái đó nó chắc thể hơn chứ không thể nào thiếu cho mình. Chính xác. Thân này. Mà phải thiên nhiên nha bạn. Gốc này là chưa qua sửa chữa vậy đó. Tàn thiên nhiên luôn. Chi cành rất lực nha bạn. Để anh quay chi tiết cái bộ đế lại cho các bạn tham khảo. Tàn nó là cỏ chê đó. Tàn thiên nhiên. Ở đây đường vận chuyển, ví dụ mình mua được đường vận chuyển cũng dễ các bạn. Gần lộ lắm. Mình có xe thì mình đưa ra cái ga lộ à. Cũng khỏe lắm, cũng dễ.
mình có để số điện thoại trên màn hình đó bạn, anh em thấy hợp hợp nhãn thì mình cứ alo nha bạn. Góc thứ ba nha bạn, con này chơi phôi, mình đo cho bạn xem cái bằng luôn, đế nó khá là độc ạ. À. 40 đó, eo nhỏ nè bọc này hả, trên không? Trên luôn. Ừ. 28 yếu, 28 yếu. Này góc thứ ba bạn, nãy mình có đo cái bệnh mình thấp ở dưới cổ với bệnh trên đó mà. Để bạn xem đó. Để rất độc nha bạn. Khá là lạ là ghế nó uống vô trong cái có cái lỗ rồi luôn nha bạn. Nó độc vậy đó. Kia cái ghế bên kia nó bự ha. Cái ghế bự bên kia nó đâm xuống á. Đúng rồi. Bên đây thì nó bổ trợ cho bên kia. Đọc đọc vậy ha. Ghế rất to nha bạn.